Triển lãm quốc tế GrowTech Việt Nam 2019 được đánh giá là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực cho ngành nông lâm ngư nghiệp, là dịp để kết nối, chuyển giao công nghệ, tìm kiếm các đối tác là đại lý thương mại cho các sản phẩm máy móc thiết bị nông nghiệp giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Triển lãm GrowTech Việt Nam 2019 do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương đồng tổ chức hướng đến hai mục tiêu chính gồm trình diễn giới thiệu các công nghệ, thiết bị mới nhất, tiên tiến nhất áp dụng cho nông nghiệp, cho các đối tượng là các hộ nông dân, cơ sở trồng trọt, chăn nuôi không có điều kiện tham quan tìm hiểu các công nghệ mới trên thế giới nhằm phục vụ cho sản xuất lao động hàng ngày. Triển lãm năm nay có sự tham gia của hơn 250 gian hàng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày 5.000 sản phẩm máy móc thiết bị công nghệ, dụng cụ bảo quản, đóng gói, chế biến, dụng cụ và thiết bị trồng trọt, làm vườn, nuôi trồng thủy sản, vật nuôi, v.v. Trong khuôn khổ của triển lãm còn diễn ra nhiều hoạt động kết nối giao thương giữa các đơn vị tham dự với các đơn vị tham quan, tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ, hợp tác đầu tư kết hợp với chuyển giao công nghệ và các hình thức liên quan khác.